my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Set my world on fire. Set my world on fire. The ocean is near, but you dug a hole and buried my fear. We scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. Để khai mạc cho buổi lễ được thành công rực rỡ, xin mời toàn thể quý vị khách quý của Ai Họ chúng ta cùng chúc phúc cho Mỹ Linh Quang Vinh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt này không ạ. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm yêu mến mà quý vị khách quý đã dành tặng. Lời đầu tiên, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được mạn phép thay mặt cho cả hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể các cụ, các ông, các bà,
các quý ông, quý bà, quý vị khách quý của cả hai họ, nhà trai, nhà gái đã có mặt trong ngày vui, mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Mỹ Linh, Quang Vinh. Xin chúc toàn thể các cụ, công, các bà luôn luôn mạnh khỏe và trường thọ. Chúc toàn thể quý vị khách quý cùng gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Để cùng chúc cho đôi uyên ương Quang Vinh, Mỹ Linh sẽ gặp thật nhiều may mắn, thành đạt trong cuộc sống và chọn đời hạnh phúc bên nhau. Và xin thưa quý vị, chúng ta đang sinh sống, làm việc trong những ngày đầu xuân năm mới, năm Tân Sửu 2021. Và nhân đây thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được gửi tặng quý vị khách quý một lời chúc, mặc dù chỉ là 6 ngữ nhưng rất cần thiết cho những ngày đầu năm mới. Xin dành chúc tới toàn thể quý vị khách quý của cả hai họ cùng gia đình bước sang một năm mới với tràn ngập niềm vui, thành công cho cuộc sống, an khang và thịnh vượng. Thưa các ông, các bà, thưa toàn thể quý vị khách quý, hôm nay nhằm ngày lành tháng tốt, hai gia đình long trọng tổ chức buổi lễ ăn hỏi, buổi lễ xin dâu, đón dâu cho đôi bạn trẻ Mỹ Linh và Quang Vinh. Được sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay, nhà trai hôm nay cũng theo sự thống nhất của hai họ đã chuẩn bị đầy đủ chầu cau, lễ vật để sang làm lễ ăn hỏi cho Quang Vinh và Mỹ Linh. Rất mong các ông, các bà, quý vị khách quý của họ nhà gái cùng chấp nhận, đón nhận cho lễ vật của nhà trai mới tới. Thành phần tham dự của nhà trai hôm nay thì xin được giới thiệu với toàn thể quý vị khách quý có bà nội của chú rể Quang Vinh. Xin mời cô đứng dậy để mọi hoan nghênh được không ạ? Xin được giới thiệu có ông Nguyễn Văn Phúc và bà Đinh Thị Bích Thuận, ông bà thân sinh của chú rể Quang Vinh. Mời ông bà đứng dậy. Ngoài ra còn có đầy đủ các bác bên nội, bên ngoại, các bạn bè thân thiết của gia đình ông Phúc và Thuận, cũng như bạn bè thân thiết của chú rể Quang Vinh và đại diện đoàn nhà trai có mặt đông đủ để cùng chứng kiến chung vui trong ngày hôm nay. Và sau đây ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện tay của nhà gái cũng sẽ có lời đáp lễ cũng như là giới thiệu phần đón tiếp của nhà gái. Xin được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai họ, tôi là ông của cháu Linh. Hôm nay gia đình chúng tôi vô cùng phấn khởi, hạnh phúc khi được tiếp nhận và đón cái tình cảm, tình thương của họ nhà trai đến đây để đón cháu Linh về làm dâu trong gia đình. Gia đình chúng tôi trước hết là xin trân trọng cảm ơn tình cảm đó cho Linh được nuôi nấng dạy dỗ trong một gia đình hôm nay đã trưởng thành trọn vẹn. Và hôm nay nữa rất vui mừng cho cả họ nhà tôi, cả cháu Linh là được họ nhà trai tiếp tục cùng gia đình chúng tôi vun đắp tình cảm nuôi nấng cháu để trưởng thành và hạnh phúc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hôm nay để đến dự cái cuộc này thì có bà nội của cháu Linh, có bà ngoại cháu Linh, có tất cả người đến đây và cùng mình chia vui, cùng nâng niu trân trọng đón cái tình cảm của họ trai. Hy vọng rằng cháu Linh sẽ tiếp tục giữ được cái tình cảm đấy, giữ được cái nguồn hạnh phúc đấy và giữ được cái sức mạnh trong con người để làm cho họ cả hai họ, nhất là họ nhà trai bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Xin chào tất cả các ông. Và xin được giới thiệu đến quý vị khách quý hai nhân vật không thể thiếu được trong buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Đó chính là ông Hoàng Trọng Trung và bà Nguyễn Thị Lương, ông bà thân sinh của cô dâu Mỹ Linh. Mời ông bà đứng dậy để mời hoan nghênh được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn vị đại diện của danh hội nhà gái. Ngay sau đây thì xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một nghi thức vô cùng trang trọng và không thể thiếu được trong buổi lễ ăn hỏi. Xin được trân trọng kính mời bà Đinh Thị Bích Thuận, thân mẫu của chú rể Quang Vinh, cùng với bà Nguyễn Thị Lương, thân mẫu của cô dâu Mỹ Linh, cùng với khu vực bàn lễ đây để chúng ta thực hiện nghi thức chào buổi lễ. Xin được kính mời hai bà. Mời cả nhà chúng ta một chào vỗ tay cho hai bà được không ạ? Đây là chàng trai đẹp trai và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, chú rể Quang Vinh của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, và ngay sau đây thì xin được xin phép gia đình gọi nhà gái là cho phép Quang Vinh được vào đón Mỹ Linh ra đây để ra mắt các ông, các bà, quý vị khách quý của cả hai họ. Xin mời chú rể. Chú rể Quang Vinh của chúng ta đã đón được cô dâu Mỹ Linh để ra mắt toàn thể các bà quý khách quý quay họ. Và trên khu vực bàn lễ đây đó chính là đôi trai tài gái sắc Quang Vinh và Mỹ Linh. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho Quang Vinh và Mỹ Linh một tràng tay được không ạ? Hôm nay được sự hiện diện đông đủ của toàn thể các cụ, công, các bà, quý
quý vị khách quý là một niềm động viên vô cùng to lớn cho đôi bạn trẻ Quang Vinh, Mỹ Linh. Và để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc cũng như tấm lòng tri ân của mình tới sự hiện diện của quý vị, Quang Vinh, Mỹ Linh xin phép được cúi chào thay cho lời cảm ơn tới toàn thể các ông các bà, quý vị khách quý của họ. Xin mời cô dâu chú rể. Được luôn trường thọ. Và ngay sau đây thì ban của chúng tôi cũng xin được kính mời gia đình ông Trung và bà Lương, ông bà thân sinh của cô dâu Mỹ Linh đưa hai con lên trên nhà làm lễ gia tiên lễ tổ tiên rồi. Được chính thức đón cô dâu Mỹ Linh về làm dâu làm con của gia đình bên nhà trai. Và sau đây thì ban tổ chức tôi xin được nhường lại cho bác của chú rể Quang Vinh sẽ có đôi lời xin thưa chuyện lên mọi nhà gái, và cũng xin mời hai bà thân mẫu của chú rể cô dâu cùng đứng dậy để chúng ta thực hiện nghi thức trao và nhận cái cây trầu xin dâu này. Đây là ngày làm tháng tốt giờ tốt, và ngay sau đây thì ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời gia đình ông Trung và Lương một lần nữa cùng đưa con rể Quang Vinh lên trên nhà đón cô dâu Mỹ Linh làm lễ gia tiên, và sau đó thì mời chú rể đưa cô dâu xuống để ra mắt con rể anh em. Gia đình nhà trai nhà gái long trọng tổ chức buổi lễ vô quy, buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Quang Vinh và Mỹ Linh. Được sự hiện diện đông đủ của toàn thể các cụ, các bà, quý vị khách quý của họ đã làm cho niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quang Vinh, Mỹ Linh được thêm lên gấp bội. Và để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc cũng như lòng kính trọng với toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong ngày vui của mình, một lần nữa Quang Vinh, Mỹ Linh xin phép được cúi chào để cảm tạ thiện tình của toàn thể quý vị khách quý. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Ngày xưa, mỗi khi cô dâu về nhà chồng, chúng ta được lắng nghe những tiếng pháo. Tiếng pháo nổ thật là giòn giã, sắc hoa hồng như nâng bước cô dâu đến bến bờ hạnh phúc. Và hôm nay đây, mặc dù không còn được nghe tiếng pháo nữa, nhưng tôi tin chắc rằng những tràng pháo tay sắp tới quý vị khách quý sẽ còn ấm nồng hơn rất nhiều tiếng pháo ngày xưa. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị của hai họ, chúng ta cùng dành tặng cho Quang Vinh, Mỹ Linh một tràng pháo tay thật lớn, thật dài, thật lâu nhiệt. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Gia đình nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ chầu cau lễ vật để sang làm lễ ăn hỏi cho cô dâu chú rể. Và vừa rồi cách đây ít phút thì thân mẫu của chú rể là bà Đinh Thị Bích Thuận cũng đã có cơ chầu sang bên nhà gái để làm lễ xin dâu. Và ngay sau đây thì đại diện nhà trai xin được chính thức có lời xin thưa với cả gia đình của nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, thưa bà nội, cháu Quang Vinh, thưa bố mẹ, cháu Quang Vinh, thưa tất cả mọi người, cùng thay mặt cho nhà gái chúng tôi xin tiếp nhận cháu Quang Vinh từ hôm nay trở đi
sẽ là con dở của gia đình, con dở hiếu thảo và con dở có nhiều tình cảm đối với gia đình. Cũng từ hôm nay trở đi, cháu Linh sẽ là được xin được chuẩn làm con dâu của họ nhà trai và mong là họ nhà trai tiếp tục dạy dỗ giáo dục cháu Linh để trở thành con dâu hiền thảo và giúp nhiều tình cảm cho gia đình. Xin cảm ơn. Tôi cũng xin được một lần nữa trân trọng và lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đến đây để chúc phúc cho hai gia đình, mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Để cùng chào đón sự xuất hiện vô cùng lãng mạn và đầy đẹp mắt của cô dâu Mỹ Linh cùng với người cha thân yêu của mình, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em cùng ngoài, cùng toàn thể các quý, các quý. Hôm nay ngày này khá tốt. Gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi là Nguyễn Hoa Vinh và Hoàng Vinh Linh. Xin mời các quý vị cùng dâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Xin cảm ơn.